Theo đó, có tổng số 12.927 thùng sữa không đạt chất lượng đã bán ra thị trường, thuộc 11 lô bị thu hồi. Hôm nay, mùng 9 tháng 8, Airbus Việt Nam sẽ phải có báo cáo với Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế về kết quả thu hồi các sản phẩm bị cảnh cáo nhiễm độc này. Được biết, đến nay, 95% số sữa này đã được thu hồi về công ty. Còn những sản phẩm chưa thu hồi, người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra số lô của sản phẩm trên vỏ hộp và không nên sử dụng sản phẩm trong lô hàng bị nghi nhiễm khuẩn. Khách hàng hiện đang sử dụng sữa sẽ đổi miễn phí sản phẩm. Trong trường hợp người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm kể trên gặp vấn đề về sức khỏe, được khuyến cáo liên hệ ngay với bác sĩ hoặc cơ quan y tế để khám, kiểm tra và báo về công ty.